sạc sạc nữa. Ăn bánh dừa không ăn? Khi ăn đó không có tiêu đâu á. Hỏi gì đó chắc có cho ăn đó. Gắn một khỏe chiều về mai về nha. Có biết con không? Ừ. À. Con là ai? Nào vậy mà. À. Mẹ nè. Dạ dạ gửi rồi. Đấy. Nó mới dậy xuống. Cũng nghe cái chất nó đi xét nghiệm máu á. Hả? Lúc đi nó mới đi xuống. Chứ như cái chất lượng. Chớ ăn rồi mau hết nha. Về với cháu. Chị chơi với Kiều Khôi. Nha. Yeah. Bà nội 86 tuổi rồi cả nhà. Mấy ngày trước thì rất là khỏe luôn. Sau khi bệnh cái yếu rồi. Giờ giống như cái tuổi thơ lại. Miệng lỡ hả? Rồi đút về đút nữa, uống uống nước cho nó sạch miệng á. Thì đút mấy dây em 2 miếng này cho uống nước á. Cháo thịt á. Nó cháo trắng là chứ gọi mua có nhiều đó, ăn có hết rồi. Cháo trắng ăn không? Tại mời mời nấu cháo khi đem lên này, cháo trắng ăn có dinh dưỡng không? Thôi thôi đi mua cháo dinh dưỡng á. Cháo dinh dưỡng là nó xay á, cho nó xay bả ngay cũng được. Thì xay cái cho nó cháo dinh dưỡng mà. Cháo dinh dưỡng em bé đó phải không? Mới bệnh nữa 2-3 ngày ốm ngọt xương già. Ai bên ghế là nhỡ gối gì vậy? Mày cho ngủ ban đêm. Chung mới lên mới mua cho anh hai gửi cho 500.000 mua sữa cho ngoại nè. Chuyển cho ngoại 500 mua sữa. Hả? À, còn tiền xài không? Còn tiền xài không? Ừ. Chị viên thuốc vô cho em.